Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay trong buổi học đường, tất cả quý trò, quý đồng đạo, anh em, từ mỗi cuộc hành trình ngày tháng năm, Thầy đã nhận được pháp hiệu mới và những lời lẽ mới. Năm tới nữa có không? Nếu Thầy còn, Thầy có nhận gì mới nữa thì Thầy sẽ giúp cho tất cả quý thư sinh của mình. Như thế thì Thầy sẽ mở mãi sao? Thầy không ở đây thì mở bên kia. Thầy mở bên kia cũng bốn. Mà bên kia thì khó khăn cho chỉ có Chủ nhật hay là thứ bảy Chủ nhật thôi, hay là một bữa thôi. Một tháng mới mở được 4 ngày để cho tất cả đi làm, để cho kiếm sinh sống như thế đó. Thành ra hôm nay ở đây mình rất là tốt đẹp, gần bên Thầy, cùng đã đi lên đi xuống không có bao nhiêu tiếng đồng hồ, còn cả dược ải trùng dương như kỳ dân cư sĩ đã bay về đây mà để diện kiến và tham dự và cũng là tu học trong một buổi này, để sau này hai Thầy để giúp cho tất cả anh em về thiền tịnh Bửu Sơn tìm lại Thầy và gặp kỳ dân cư sĩ như sau. Thầy muốn có đôi lời của kỳ vân cư sĩ đưa ra đó như thế này, cũng như là đôi lời trong cái buổi học hôm nay như sau, và lời của Thầy để lượng giảng như sau, nhắc có rốt ráo hay không như thế nào, thì xin huynh trưởng kỳ vân cư sĩ có đôi lời và ý kiến nói ra sự thật cho tất cả bà con anh chị em mình. Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đồng đạo, hôm nay trong buổi học đường nhân dịp lễ tháng năm, Thầy có mở những cái buổi học để cho đồng đạo tụ họp về đây. Thì nhân chuyến này tôi cũng từ Úc về để dự. Sự có mặt đầy đủ của quý đồng đạo hôm nay là một niềm hân hạnh. Những người đã nối gót theo Thầy từ đầu cho tới hôm nay và những cái giờ phút cũng cận kề mà có mặt hôm nay đó, thì Thầy đã thuyết giảng cũng mấy hôm rồi. Nói chung là những gì Thầy đã thuyết giảng thì đã nói lâu rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Nhiều đời kiếp, mà trong kiếp này thì Thầy cũng nói nay cũng mấy chục năm rồi. Hôm nay Thầy nhắc lại, nhưng mà đi vào cái chiều sâu hơn để ôn lại, để cộng lại những cái gì đã Thầy đã nói bao nhiêu năm qua. Đó. Rồi giờ hồi trưa đó, Thầy có nhắc một cái câu, nhưng mà mình thấy nó làm như hơi mẹo, mà đây là cơ. Thầy nói nó qua, nó lấy mỏ dầu mà nó lấy không được dầu, nó để cái mỏ đó, thì nó cũng có cái ý nghĩa để đánh thức, biết rằng là những trò đã đi theo Thầy xưa nay đã nói tới đâu thì bây giờ chắc nó cũng cận kề rồi đó. Ý là vậy. Hôm nay đáng mừng và quý đồng đạo về đây, Thầy
đã thương yêu, yêu đầm đùm bọc các đệ tử, và thầy đã cho từ cái miếng ăn và cho từng bài pháp có vật chất, có tinh thần đó. Thì đây là một cái sự hân hạnh, và các đệ tử học trò ở trong cũng như ngoài nhớ công ơn dày dặn của thầy ở trên kia xuống lâm phàm mà phải chịu bao nhiêu gian khổ đó. Cho tới hôm nay thì thầy cũng vẫn kiên trì để mà dẫn dắt học trò cho tới nơi tới chốn. Kính thưa thầy, con xin có đôi lời. Nam Mô Di Đà Phật. Trân trọng lời của kỳ dân cư sĩ ở thiền tịnh Vũ Sơn, đã là một cánh tay để tiếp nhận những lời của thầy. Thầy dốt đệ tử học trò của Phật quá rành văn từ minh minh triết triết, khiến như vậy để tiếp tay cùng thầy, để lặn lội bốn miền khuyến độ chúng sanh. Hôm nay được có phần ý kiến của vinh trưởng kỳ dân cư sĩ, tuy như vậy nhưng những lời nhắc nhở anh em hoặc là đã đi khắp bốn biển năm châu rồi cũng vẫn có tiếng được nghe kỳ vân. Nhưng mà bây giờ trải qua dập dồi sương gió, thầy nói thầy cấp ma khảo đạo, không thấy ma chỗ nào. Đó là một. Thứ hai, nghe thầy cũng chết mà không nghe chết nhiều hơn nữa, còn chết chết hơn nữa kìa. Tại vì thế thì mình làm sao đây? Nói như vậy. Cho nên lúc bây giờ trong buổi hôm nay thì thầy nghĩ là có lẽ là xuống đây sớm để mà thầy nghỉ ngơi cũng không có được khỏe. Nhưng quý vị thấy đây là một cái tổng đài, ở đây là một cái hộp thơ. Thầy sẽ nói qua hộp thơ cho quý vị nghe nha. Cái thùng thơ đó ai bỏ cũng được chứ đó, thầy thơ nó chạy đi của ai về nó nhận. Cái hộp thơ của thầy đấy, Đức Quỳnh Giáo Chủ bỏ cũng được nha, ông Ba Thớ bỏ cũng được, hay là ai Phật thầy, Đức thầy, tất cả các vị trong phái Vũ Sơn thì không bỏ được hết. Nếu mà dở thơ ra của quý vị, quý vị nhận, của người nào nhận, có đúng không? Thầy là một hộp thơ. Thầy kể qua hộp thơ cho quý vị nghe, chứ thầy đâu có phải Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà thầy đâu phải Đức Phật thầy, mà thầy cũng không phải là ai hết à. Là có người, người là ta là người đó, chứ đâu có gì đâu. Thì bây giờ hộp thơ đó mình được nhận rồi đó, mình nhận của thầy mình rồi, chứ đừng nói là trời ơi, ổng về đó, đâu có, ổng đâu có về đâu. Thầy mình an nghỉ rồi, chờ tái trở lại trong một tái hồi. Nói vậy đó, trở lại rồi trở lại, quý vị nhìn được không? Ổng đứng trên không gian kìa, hay ổng xuống tại cái hội trường mà để dự thi đó, quý vị có nhìn được thầy quý vị không? Ông đâu còn những cái mà ông đã đắc pháp cao siêu rồi, quyền bảo rồi, đâu có còn nữa, phải không? Quyền linh mật bảo là bảo vật, có nghĩa là quyền bảo. Cho nên hôm nay đó, thầy muốn nhắc lại tất cả các vị đừng đi đâu, xưng tôi là Phật giáo Hòa Hảo. Mà không xưng hô Hòa Hảo, mà chính chúng ta hài hòa trong cuộc sống, hảo tâm giúp đỡ anh em mọi người, liên bang đến, liên dây đến đạo phái rõ ràng. Chứ đừng có bao giờ nói tôi là đạo, nó hỏi đạo gì, là tôi đạo Phật. Như vậy được rồi. Nói vậy. Thì quý vị thấy không? Thầy đi rồi, đâu có bổ túc, đâu có ai nhắc. Mà cạn sâu như bây giờ, thầy cũng không nói giỏi, nhưng mà đây là trong hộp thơ lấy ra, thì biết rồi cái mục này, cái mục tiêu này đã về trong đó rồi đó. Nhưng sao? Thì thầy dặn, còn bên đây ta bên chùa thì cũng vẫn nghe được lý của Phật, chẳng có gì lạ. Vậy thì trong hộp thơ đó
Quý vị lại bỏ thơ và chờ người đem thơ và nhận thơ, thì nhờ cái thùng thơ và hộp thơ ấy. Vậy thì bây giờ bữa nay đầu đội dây mang tứ hải giai huynh đệ, anh em của mình nhớ lời của thầy để mang ơn cái hộp thơ nhé. Thơ buồn, thơ vui, thơ quý kính, thơ hân hạnh, thơ hân hái cũng là nhờ cái hộp thơ này. Thì quý vị mà có lỡ đọc cái thơ buồn quá đó, tôi đừng có nghĩ rằng nói rằng quán lại hay là trách cái thùng thơ, trách là trách người gửi thơ. Rồi không trách trách người nhận thơ, tại người gửi, người nhận, mà người nhận đó thì cái đúng cái sự việc người ta gửi đúng y chứ có gì đâu. Và cái sự của mình hôm nay cũng như thầy muốn nói là tội lỗi mình không biết, mà hãy nói ra rồi đó thì chạm khắc quý vị buồn đó, thấy không, động não. Cho nên bây giờ đó thầy muốn nói là mình tu phải sáng kiến, phải thanh mai, phải bạch tuyệt để cái bộ não này thông thả, đừng nó đón tiếp mùa xuân của cuộc đời của Phật pháp. Cái não này nè, nó trong sáng nó mới đi vần xuống tỷ, gọi là não tỷ. Đức Bổn Sư Thích Ca màu đi Phật, thầy kêu mau đi, không có mâu thuẫn gì nữa hết mà màu nhiệm có nghĩa là mau. Bổn Sư Thích Ca màu đi Phật đó, thì không phải thầy bắt chước bên Ấn Độ đâu, nhưng thật sự là vậy. Cho nên hôm nay đêm cũng đã không khuya lắm đâu, thầy cũng sờ trò mòn mỏi ngủ gục nè. Hãy mà kéo dài thầy nói 10 giờ thầy mới xuống, nhưng bữa nay nó sớm để cho quý vị tỉnh táo ha. Rồi quý vị nghe câu lời của thầy nói trong một bí quyết tới đây sẽ ra sao. Quý vị đã có duyên, có phước, có căn lành, có căn cội rồi đó, chứ còn có người bạn đường nào chia sẻ buồn vui trong một cuộc đời này đâu. Ta đã biết ta đâu có đáng, cho nên dân đem bán rẻ rề. Còn bây giờ đồng đáo thầy phơi, đừng coi rẻ, đừng chê, đừng chan. Thầy yêu kính thơ buồn là bạn, thầy thương trò biệt giả nghìn trùng. Nhớ là mình giữ bực duyên trung, thương thầy tổ ngài cùng ráng học. Mặc tình thế chê khen trách móc, còn an tâm săn sóc hằng ngày. Chữ đại từ rõ lắm không phải, cầu bác ái kề dài thầy chỉ. Mặc tình thế đem ra phung phí, còn con nó giữ kỹ nghiêm lòng. Để làm gì? Để trong giả sạch trong, để bảo tác hộ phòng giúp đỡ. Mặc tình thế thương thương hay nhớ, thầy thấy xong món nợ trần rồi. Chỉ bây giờ ngồi dặn con ơi, ráng năng học rồi soi kỹ lường. Giấy bút mực mình nên không bướng, để có nơi đặng học thành bài. Ngồi tu thuyền rặng ánh trăng mai, không bỏ bộ tướng nghi sắp cần. Thiền đại đạo niệm tâm thấm mặn, đất bên trong bình đẳng sang rồi. Hiện bây giờ ân xá con ơi, đứng đi cũng nằm ngồi thanh thoảng. Chưa vào thuyền thầy đã phân cản, tập làm sao kết bạn xa thù.
đem lời lành sớm tối công phu, lòng nho nhã bậc tu sĩ trường. Ta hiền hậu thật là sung sướng, dạy chi thêm rồi vướng bụi hồng. Khó mà ra nghiệp cảnh gai trong kìa, địa ngục cột đồng trói buộc. Mặc tình thế cho là cách ni cuộc, không có chi thì thức suốt làm gì. Con học hành cứ lượng mau đi, thương từng chút nghĩ si từng phút. Có khổ sở con ơi nhìn nhúc, học bài truy lục xót cùng tâm. Lục là gì? Lục ở trong tâm, coi đường lối sai lầm còn hồng. Lục tâm tánh để mình gọi tâm, bước đường này suy gẫm đau sầu. Muốn trở về yên tình lâu lâu, thân chân già rồi hầu bạch tuyệt. Con phải nhớ kỳ này cương quyết, ráng đấu tranh mạnh liệt của mình. Trường thi kìa thầy chớ sân trình, con không học ai xin mình được. Trải qua đó thuyền từ mấy lượt, tiếng giang giang nước ngược ta chèo. Không sợ đau sợ khổ sợ nghèo, cứ lủi thủi rồi theo lượng sông. Vậy mà đạo còn mơ còn mộng, không phụ gia chèo chống cùng thầy. Còn mẹ chơi dư lũ cáo cày, sao đỏ khổ khi thầy trở lại. Đâu có phải vào chùa lại mãi, con đừng nên bẻ hay nhiều nhành. Con người giờ là Phật chúng sanh, Phật thành trước sao ta thành tới. Quý trọng chúng là ôi pháp mê giới, sự tu hành ôi hỡi nội niềm. Máu tì dần cũng chảy về tim, học phải ráng kèm thêm mới đắc. Bài toán khó hôm nay rất mắc, còn ráng soi tầm kiếm rõ ràng, để đáp lành thầy tổ tinh thang. Bài bổn thuộc dễ dàng anh dũng, năng tiếng học tên ma không khủng. Ráng ngồi tu không lúng bụng nhớ, quỷ giới mà đứng đó trơ trơ, tâm phó tưởng tôn thờ Phật đàn. Xem như thế ta đây là bạn, thầy chỉ con phân càng đêm dài. Kìa rừng chiều rạng ánh trăng mây, thầy lối thổi bút lai kinh sử. Nhớ lại thế ta ơi muốn tự, muốn quay về nơi xứ cho rồi. Nhìn được không trăm giả bồi hồi, lòng chan chứa dân trôi ra bời. Đờn còn đó đứt dây nào hay, người còn đây giống dái kia kìa. Chỉ tắt hơi một phút phải lìa, thì cách biệt rẽ chia không hiểu.
đêm thanh tịnh. Lời này thầy biểu học trò ơi đúng hiểu hòa đời. Ráng tu hành lẫn lẫn qua cơn, đừng có dối thua hơn là vậy. Đạo Phật giáo còn tôn còn phái, đừng có nghi rồi hãy chê cười. Đạo Phật mà mọi vị múc mơ bư, chê giới bớ là hư Phật pháp. Đấng tiền bối ngày nay mình gặp, được nghe lời tu gấp nghe tròn. Đêm soi kinh ngày lại thăm dò, ráng tu học được to điểm quả. Nỡ tiền kiếp con về nắng trả, nhẹ gót chân cặn bã chỗ này. Nếu có hư thì để thầy rầy, rầy cho đúng phút giây sau sửa. Kìa trái đất còn nghiêng còn ngửa, mình con người đứng giữa không gian. Phải có hư học lý Phật đàn, thì ráng sửa rồi toan đẹp thinh. Lòng quân tử ta nên sâu kinh, đừng mép môi rồi dính lem dơ. Bá đỉnh chung không được tôn thờ, tình đạo hạnh bên bờ giác ngàn. Đêm thanh tịnh thơ thi bầu bàn, ngày dồi cao giới bàn hiền làm. Khổ một mình gánh chịu phải cam, sao mơ thấy nhà làm anh dùng. Trò học đạo nghe đi cho đúng, cậu văn thơ hưởng dụng phúc tàn. Hết rồi trò đừng nghĩ dễ dàng, tâm tan nát còn mang hành lý. Đăng thúc càng bậc nhân bậc trí, để trễ qua thế kỷ muộn rồi. 70.000 năm chẳng con ơi, mới có thể tái hồi trở lại. Còn sống ma sót đừng ngu đừng dại, đừng nghe theo đạo phái yêu tà. Mình là người cư sĩ tại gia, cứ dữ dàng vậy mà lịch sử. Học đạo giáo thì ta phải xứ, học chánh chơn liệu lự nơi mình. Học để hành kiến huệ minh minh, học để thoát bùng sình biển thâm. Nay thầy dặn con ơi si gắm chốn, học đường thầy ấm nâng yêu. Đừng dễ người bận giỡn ít nhiều, gần thi đó quy điều không đắc. Con nên nhớ thầy đang mở mắt, để ra thi thúc nối trò giờ. Học phải hành cho thuộc lý thơ, thầy để lại trơ trơ không biết. Nghe đấy con kỳ này náo nhiệt, nghe đấy con rồi biết việc đời. Tỉnh đi trò sáng Phật nơi mới, tâm hiền hậu sống đời lập gì. Trời đâu có giết người đại trí, hay phụ ân đại kỷ như phàm. Thượng đế giờ trừng phạt nhà lắm, nhưng bất phụ người ân kẻ nghĩa. Không bất phụ người ân kẻ nghĩa. Nghe thầy nói đêm nay tỉnh giấc, lượng linh hồn về phía tây nam. Chúng con ơi hiền hậu đáng làm, đầy tớ khổ phải cam phải lạnh. Đừng có nói tôi đây quá bệnh, hay cao siêu cái cảnh trần giờ.
Điếc giới ngu mắt lại lu mờ, đâu có thấy trần nhớ rủi hết. Thầy đang nói nhưng đâu có chết. Chết có nơi rồi hết có làng, còn đâu ta hiệp đại bình an, xây tổ quốc dân làng. Thánh Đức, hôm nay thầy xin nhắc thêm một phần nữa cho quý vị nghe, vì ở đây thầy cũng mở cái hộp thơ ra để trao đổi hết cho quý vị. Thì bây giờ quý vị, anh em của mình phải ráng cố gắng nghe không? Phải hy sinh, quay về mình một cách lủi thủi đi, thầm lặng đi. Ta đi cũng như ta đã chết rồi vậy, như điên, như dại, như khùng vậy. Nhưng mà đã hiểu hết, đã hiểu rồi mới xa cái chuyện mà ta đã hiểu. Đã biết rồi, xa cái chỗ ta đã biết. Đã tu rồi, ta phải chiếm được cái sự tu đấy, chứ không phải là bỏ dở. Sửa đổi đi tất cả quý vị, căn bản nằm đâu? Học để hành, không nói bao qua nữa. Thầy không cấm, nhưng thầy thiết tha xin cho. Không nói đạo mà là hành đạo, làm đúng người đạo. Phải siêng năng cuộc hành trình đang biến đổi. Thầy quý vị có nói đó, trong học thơ dở ra nè, cái buổi nấu lăng là buổi nào? Phật giáo si đồ tại mình đó, chứ đâu phải tại cái người đời hay là ai mà làm cho Phật giáo si đồ tại mình. Mình mê danh mê lợi, buông thần bắn thánh, cho nên Phật giáo tôi bị si đồ. Si là kém rồi, thấy không? Kể như là mất mát hết rồi, không còn gì nữa, gọi là si đồ. Cho nên hôm nay mình là một tấm gương nhỏ bé, phải dựng lên, phải ráng thực tập. Nó cho quý vị, nó vô quý vị, rồi nó ở quý vị, nó quấy quý vị. Nó cho quý vị thấy những chuyện đau khổ, rồi sợ sệt, rồi bệnh hoạn, hâm dọa, đè nén, phới phách. Nó làm cho mình rung rinh hết mà. Trời đất rung rinh, thì bây giờ ngôi vị người tu hôm nay thầy cũng nói là rung rinh hết tất cả. Nó đâu có tha mình, đâu có chừa. Thì mình phải phòng bị, mình phải trừ ngữ nó bằng cái gì? Bằng gươm lục yểm, có nghĩa là sáu chữ Di Đà. Mình sẽ băng, mình niệm thành tựu, mình niệm cho kết quả, mình niệm cho liên về nơi thế giới cực lạc, mình niệm cho rộng, cho xa, mình niệm mãi, niệm hoài, mình siết chặt lại. Đâu có bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình tịnh niệm, trí niệm, linh quan niệm, linh hồn niệm, khí quan niệm, mình quan niệm hết, thấy không? Nói dạ, con nghe dưới kia Đức Mẹ Maria hay là Bồ Tát xuất hiện, trời, con phóng hào quang ra, ta đi coi biết bao nhiêu, đi cho uổng tiền. Mình có hào quang, mình có quán âm, thấy không? Mình quán đi cái sự âm thầm của mình đó, trong bóng tối mà là ánh sáng, nghe không? Rồi mình tu luyện đi, tu tâm đi, mình có hào quang, có linh quang, có điển quang, có khối lượng quang. Mà tại mình không có phóng quang ra. Bồ Tát thì Ngài rất là bậc đại thừa cao cả rồi, nhưng chúng ta cũng có để tu hạnh bà thì sẽ đắc thành đại nguyện. Cho nên không đi nữa, không đi nữa. Đi lần đó dòm thấy, có không chị? Sao? Hiện hồ nào này cái nào? Để làm cái gì? Không có ích lợi gì nè. Mà Bồ Tát là ta là Bồ Tát. Nhưng bây giờ mình là Bồ Tát thế rồi nè, đi lên mang biết bao nhiêu đồ gánh ra đem lên để cho mọi người như thế nào, để ăn dùng một bữa với mình cho nó vui, đúng không? Cho nên hôm nay đó mình là Bồ Tát rồi đó, Bồ Tát thế, tới Bồ Tát đạo, tới Bồ Tát Phật, không có gì hết. Đừng có nghe ở đâu cái rồi phải băng lại đó đi coi, coi cho bằng được. Rồi bây giờ quý vị biết không, phép tà ma nó cũng làm, có nghĩa là những cái chùa hay là những cái lăng đền nó sẽ có cách làm cho Phật xuất hiện trên đó. Mấy giờ của vị là tu đó, à là cúng là sẽ thấy liền gặp vị cho. Cái chùa này quá nên Phật Bồ Tát hiện kìa, mà quên Bồ Tát đã hiện trong lòng mình rồi. Có không quý vị? Hiện trong lòng mình rồi. Nếu không hiện, Ngài không thị hiện thì mình đâu có làm cái việc của Bồ Tát. Mình giúp người có phải là Bồ Tát không? Mình cõng bưng, mình chịu quan tình, mình cực khổ có phải là Bồ Tát không? Như vậy thì Bồ Tát đã hiện ra rồi.
hiện trước khi sau, hiện chỗ này chỗ kia, thấy không, thấy phí công không, mà uổng cái lực không, mất thần luôn nữa đó, cứ nhướng lên dòm vậy đó, cái thần khí mình nó tung ra hết trơn rồi. Chứ thầy cũng phải dặn Bồ Tát không linh, Bồ Tát là cái gì đó, linh hay không cũng do cái gì đó, tôi đúng không? Linh bất linh tại ngã, linh không bất linh tại ta, chứ đâu có ai. Như vậy thì kể từ đây mình không có mê tín dị đoan nữa nha. Nghe cái chuyện dị đoan rồi cực đoan nữa đấy chứ, ở vì dân con biết cực đoan không? Đó, cực kỳ đấy chứ, đâu phải nói tầm thường nha. Như là mình không có, mình vui lên đi, não buồn gì mình đem ra hết. Bởi vì nó thông trong thông trong đạo pháp, thông trong lý đạo, có nghĩa là mình đem hết ra để mình không có bị nghẹt ngồi gì hết nha. Nhất là cái cửa khẩu của mình cho nhập đồ bậy quá, cho nên cái hư hết cái kho tàng của quý vị rồi, hư hết cái công ty của quý vị đó. Cho nhập tầm bậy mà hàng quá thì bây giờ tiêu thụ không được, mà tại sao cho nhập vô vậy đó. Mới ở đây nè, mới ngồi học ở đây, cái bước ra ngoài đó gió nó mưa rồi, nói anh chi, ông mưa kệ không, ông mưa rồi tạnh thì mình đi về, đã thấy mưa biết hết trơn rồi mình còn giới thiệu mưa nữa, coi lạc quan không. Đây nè, mấy nữ này nè, thầy điếc á mà thầy nghe đó. Đó, trong trường có học là bao bước ra trường học ào ào như mưa vậy đó, có không, rõ ràng nè. Ngày kia đó, bây giờ thôi, thầy nói ở đây tập không được mà về nhà sao tập được. Giờ bước đi chân đứng mà lên xe thôi, giới thiệu nói tào lao không à, trên xe ai biết mình ở đâu à, mà mình giới thiệu sao quý vị có giận không? Trong lớp mà chưa học là bao bước ra cửa lớp ào ào như mưa vậy đó, làm sao đây, tập cho nó quen. Dạ thưa thầy, theo giữ không được đâu, con đi về, đi xe về nhà nữa. Như vậy ở đây tập 3 ngày cái quen được 3 ngày, tập 5 ngày quen được 5 ngày, tập 10 ngày quen được 10 ngày. Cái gì cũng khó đó, cho cái thói quen của mình. Nói ăn chay có ăn được? Được, được, tại chưa ăn, ăn được. Nói dạ đường xa quá, con đi bộ không nổi, đi nổi. Tập đi, ngày mình tập đi, đừng có ngồi một chỗ, đừng có không ra khỏi nhà, làm sao đi nổi đây. Nó quen rồi, còn mình đi riết nó cũng quen, tu riết nó quen, làm hiền riết nó quen, nói dịu riết nó quen. Nói vậy đó, cực khổ riết nó cũng quen, có phải gì không? Nó dạ con cực quen rồi bác ơi. Không sao đâu, cái gì cũng quen đó. Như vậy đó. Chứ ông Phật ông đâu có phải khi không ở trên đó ông rớt xuống đây đâu, ổng cũng được tái trở lại do hoàng hậu Maya để sinh ra Phật đó. Thì ngài mà giáng sinh ngài Phật Đản đó, quý vị thấy không? Thì chúng ta bây giờ đó có thể hơn Phật nữa đó, hơn Phật cũ đó. Mình bây giờ Phật mới nè, bài bổn mới nè ha, rồi mình đi tu mình tốt quá, không có phải vô rừng linh thú thú cầm không ở trong đó, linh thiêng quá chừng ở trong đó mà ngài còn chịu nổi. Còn bây giờ không có, ở nhà gốc cây, gốc cối, bờ ruộng, ở đâu, sĩ, nông, công, thương đều tu được hết. Nhưng mà phải bổ túc liền liền, phải tu rốt ráo, chứ không phải nói ở nhà. Và thầy nói, thôi con ở nhà, tu con không đi đâu á. Không đi đó là sợ không có tốn tiền, ích kỷ, thấy không? Đó, sợ sức mẻ để dành. Đó, như vậy đó, không dám rứt rời ra đi, sợ tốn hao, như vậy đó. Thì mình muốn được cái này mình phải trao cái khác chứ, phải không? Muốn về Phật mới lìa bỏ cung sơn địa ngọc trần gian này, Phật mới về được đó, mới đắc đạo. Chúng ta muốn tu thì phải ép mình bỏ hết danh lợi thù hiềm, tất cả không nên gần gũi đó, và phải tách rời con vợ anh em cha mẹ cho nó quen. Như vậy đó, gặp mặt riết không gặp cái buồn, sao buồn không? Thầy hỏi vậy sao buồn? Khi không mà nó không gặp buồn à? Vậy đó, vậy là quý vị đâu có tu được. Nếu hôm nay trong một lời lẽ này thầy nói nè, chả vui mà cũng lẫn không buồn, phải không? Mình học lý tuồng thánh giáo đạo nhân, chánh giáo đạo nhân, mình năng học chuyên cần mau tránh, phải không?
mình cũng là bá tánh như ai. Phật môn đạo giáo hằng ngày ghi ân ghi chú, học bài đắn chăm, đâu có gì đâu. Mình tránh người ta, nè em vậy đi, anh ra ngoài này anh học bài một chút nha. Đứa bé nó 10 tuổi rồi, có đứa em nó 3-4 tuổi à, mà cứ lại gần nó ngoài, em vô đi anh học bài để cho anh học. Thấy không, có người ta lợi, có đứa em nó lợi mà nó học còn không được đó, ở huống gì mình quá chừng cứ muốn gặp à. Mình sẽ học bài. Đừng gặp nữa nghe vớ đầu đồng, gặp hoài gặp mãi nói diễn giống, trí minh cuồng quận nào có sang, tại gặp bạn bè đợi chờ trong. Đừng gặp phàm phu đâm đua chen, gặp nữa làm chi ngợi cùng khen, chuốc mài cửa miệng ôi tua đó, trong tâm chẳng có trí cùng đèn. Đừng gặp người nhiều nghe chúng con, không phải sợ gì mất món ngon, sợ ta học hỡi nào có được, bút thi mực mẻo chẳng vuông tròn. Đừng gặp bạn bè nói đua với, vì ta không được hỡi thành thơi, ngày làm sinh sống đêm về học, học để làm chi để về trời. Đừng gặp nhau chi dòm quẹo quanh, học tập theo phàm học khôn lanh, bày mưu lập sự cùng sát hại, đặng chi hỡi đạo đặng dực danh. Học ngó người nhiều có mỏi không, mỏi mắt mất tu con hiểu không, tịnh thần chi phối làm sao trụ, thà ta am lại đóng cửa lòng. Đừng gặp người nhiều nói quyển không, nói đùa nói bới thêm mít lòng, một chút về rồi đâm cãi lạy gió tàn. Người hỡi đúng gió giông, cần gặp lại ai hỏi thầy đi, gặp Phật gặp ngài gặp từ bi, gặp bậc thánh truyền ngồi năng sự, hay là gặp đứng bậc khùng điên. Học bậc tu mi giới thánh hiền, gặp người thượng đạt trí vô biên, họ trao lời lẽ mình học tiếp, học sự học sanh học thánh hiền. Gặp ai thầy chỉ cho trò gặp, ráng nhớ gặp hoài gặp thường xuyên. Đêm đã về khuya thầy cũng mừng, học trò lẳng lặng tâm cũng dừng, chấp nhận thành bài nay mai đó, đừng vui đừng thích giảng sự mừng, trao đổi hòa nhau lý học chăm, ngày đêm sớm tối ráng thì thầm, tội kia chữa bỏ đừng mang nữa, dập dồn ai lạnh đó là tâm. Đêm đã tàn canh thầy gửi lời,
đừng gặp người nhiều chúng con ơi, mệt mỏi cả lòng nào ai biết, nói chuyện trong đời quá rớt rơi. Bị khinh, bị chẳng có hay, gặp bậc tuyền nhân đúng là thầy, thì ta nên gặp rồi xây sửa, đặng ngài tỏ ngộ độ phút giây. Gặp lại người xưa chẳng có nhìn, tại vì kiến huệ chẳng minh minh. Còn đời gặp mãi ôi lai lan, nhìn rõ thử coi khối bùng sinh. Gặp để đua chen sắc cùng màu, vàng dòng đeo hết biết giường bao. Nhìn ngắm làm chỉ ôi quá tệ, chối rồi vàng quá ngạt ngào. Bực nhân khinh bỉ đó chúng con, nhìn thẳng lòng đi chí vuông tròn. Cực khổ tu hành tâm luyện đạo, sau này thầy dẫn chúng về non. Trao chuốt tấm thân chí không màng, đây rồi cơ đạo sẽ bất an. Miệt mài thể xác làm chi nữa, bỏ vợ mất đi một kho tàng. Đêm khuya sống lặng gió gào, thầy ngồi rừng nội nói nào với ai. Nói ra bút sử mực mài, nói mãi nói hoài ở tận rừng xưa. Nói cho con hỡi ráng chừa, đừng bãi đừng bừa, cứ ráng công phu. Nói cho rằng bậc sĩ nhu, buổi nào lầm lạc dài ngu. Kia kìa ngày nay có khóa có chìa, thì là mình mở bên kia mình. Nói ra kiến huệ minh minh, thầy mình khổ lắm vì mình chớ ai. Dạy con kim thép răng mài, hiền trung quân tử không nài không sinh, mà chẳng sợ cần ai binh. Nếu ta làm thiệt miễu vinh sao thờ, con ơi đừng quá dạy khờ. Buổi này mà trò học bất ngờ ráng chăm, đừng nghĩ sự sai lầm mất mát. Ở nơi đây Bồ Tát không hề, thì là mình chớ nghĩ em. Đừng dơ, đừng dướng, đừng dè nghe con. Ráng tu mỗi việc mỗi mòn, người còn thấy đó vuông tròn không hay. Còn người có đó phút giây toàn là theo lũ tà tay hư đời. Còn người thấy đó thảnh thơi, còn người thấy đó chơi vơi hố hầm. Còn người ráng bật tu tâm, còn người thấy đó rồi lâm đọa đài. Còn người ở chốn trần ai, thì con còn ở hồn lai Phật đường. Xong, thầy xin bế, kể như là bế vàng tạm ngưng trong buổi mai, buổi nữa, kể như hai lần nữa. Hôm nay, trong sự cung cấp bài bồn cho tất cả các vị thí sinh học trò, đặng tiến trường mát mẻ vui vẻ, đừng trông ngóng điều gì hết, đánh tan hết một dần mây u ám, lấy là bản thân ta không có gì giữa ta hết. Như vậy tập cho nó quen, đi thơ thơ thẩn thẩn như người điên vậy,
Nhưng mà người ta đó là đạt pháp cao siêu của thiên nhiên trời đất, vì ta thấy từng loài người cỏ cây đến vạn vật đều kính phục thương yêu hết. Khi ta sắc mặt đất mới thấy dưới đất như sao, sắc mặt trời mới biết trên trời như sao, sắc mặt trăng mới thấy dần trăng sẽ như sao, đi ở sát con người mới biết người như sao. Như thế cho nên hôm nay tất cả các vị thánh nhân lâm phàm không vỗ ngực xưng tên là thánh nhân đâu, họ sợ lắm, họ lách lề tránh trốn bé dốc tung chui trong nhũi, họ sợ phàm kéo lôi gặp mặt hoài để dụ chơi, dụ mê, dụ nhiễm đó, hiểu không? Cho nên ta đâu có dám nói ta là thánh nhân, thấy không? Vậy thôi chúng tôi nghỉ nha, giờ cũng đã khuya, bài 4 cũng rốt ráo.